The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Như nét son buồn, như ca khúc 100%. Xin việc cùng với Jimmy chào đón nhạc sĩ Ngọc Sơn. Cũng xin chào chú. Chào. Xin chú gửi lời chào khán giả. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là nhạc sĩ Ngọc Sơn trước 75. Dạ. Thì giới thiệu phải là trước 75. Bởi vì hiện nay thì cũng có một ca sĩ nhạc sĩ là Ngọc Sơn. Đấy, đấy, vậy. Thành ra mình phải có dùng cái từ trước 75 để cho nhắc lại những người bạn để nhớ. Còn có những người sau này thì người ta hiểu lầm những tác phẩm giữa tôi và anh ca sĩ Ngọc Sơn lắm. Dạ. Thành ra mình cũng phải dùng cái từ đó cho nó chính xác đi. Chú thì ở lại Việt Nam sau 75 đó, thì ở đây chú cũng viết nhạc phim. Thì cũng có nhiều người kêu chú là đổi tên hay sao? Phải không? Có một số bạn bè nói là thôi ông đổi tên đi. Chứ ông nói là ảnh đó là ảnh ca sĩ mà vừa là ca nhạc sĩ thì người ta hiểu lầm giữa anh và tôi, nó không, tại vì tôi có một cái tên thì từ tôi bước chân vào nghề đi với anh Trạch, sau đi với anh Trạch thì đi với Vũ Ban Vũ Lưu Bình Hồng, sau đó tôi mới tách ra tôi tự làm những cái những tác phẩm mà tôi muốn làm. Thì những bước đường thăng trầm của tôi đã bước qua quá nhiều. Nhưng mà thành ra tự nhiên tôi đổi tên thì nó vô lý quá. Thành ra tôi thôi tôi vẫn giữ vậy, ai muốn hiểu sao hiểu. Mà tôi cũng không thắc mắc cái chuyện là có những cái bài ca khúc của tôi người ta hiểu lầm là của anh ca sĩ Ngọc Sơn, mà tôi cũng không sao, không thành vấn đề cái chuyện đó. Cái quan trọng nhất là tôi làm được cái gì mà tôi đã làm, cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái người ta hiểu lầm thì rồi một ngày nào đó người ta tìm hiểu sâu lý thì người ta hiểu tác phẩm đó của ai. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn chú với những chia sẻ này. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Ngọc Sơn bên cạnh là một nhạc sĩ sáng tác, thì trước đây ông cũng từng là một vũ công trong ban Vũ Lưu Bình Hồng. Dạ. Rồi ông cũng là một nhiếp ảnh gia. Tới ngày hôm nay quý vị thấy ông khỏe, rồi ông lúc nào cũng trên tay là cái máy chụp ảnh đi khắp mọi miền đất nước để chụp ảnh rất là nghệ thuật. Dạ. Thì bây giờ chúng ta để bước vào phần đầu tiên là về những tháng ngày đầu tiên của chú. Dạ. Vậy thì thưa chú, ai là người đưa chú vào con đường văn nghệ? Cái con đường văn nghệ là tự nhiên tôi có cái duyên lạ lắm. Dạ. Tôi một cái hôm tôi gặp anh Trần Trấn Trạch. Dạ. Nhờ một người bạn giới thiệu, nói tôi thích nghệ thuật lắm mà lúc bây giờ là tôi chưa biết gì. Cái anh Trạch nói thôi bây giờ tôi nể mặt anh,
tôi nhận em Ngọc Sơn về với ban Sầm Giang trước tôi à, mà để làm gì, tôi chỉ là đi hát hợp sướng hợp ca thôi, nghĩa là chỉ có mặt đứng sắp hàng đó hát được, có giọng ca của mình có ai biết đâu, mà vậy mà tôi cũng thấy là một cái hãnh diện cho cuộc đời tôi được bước một bước, nghĩa là tôi thấy là tuyệt vời. Nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ cái giọng ca của mình không thể nào bước lên được, tới đỉnh được, hoặc là tới đâu đó để người ta chú ý tới cái giọng ca mình, không có. Thành ra cuối cùng tôi bỏ cái nghề hát, bị nghề ca. Tôi trong cái những cái đêm mà diễn, tôi quen thân với anh Lưu Hồng, là bán vũ Lưu Hồng, thì tôi mới xin Lưu Hồng, tôi về học vũ của Lưu Hồng. Rồi từ đó tôi với anh Lưu Hồng lại kết bạn, kết anh em, kết nghĩa anh em như là anh em ruột. Đấy, từ đó là tôi chuyển qua một cái con đường mới là vũ, thì giới bằng vũ Lưu Bình Hồng. Mà lúc đó là vũ cái gì vậy? Là phần nhiều là vũ những cái điệu vũ Tây Phương nhiều. Sau này, tức là gần những cái thập niên 70 mới chuyển qua vũ dân tộc. Chứ lúc bây giờ là vũ Tây Phương, phần nhiều là vũ Tây Phương để làm gì? Để biểu diễn những cái vũ trường một đêm, mỗi đêm. Phần nhiều là những cái bài vũ cha cha mambo, những cái điệu vũ mà rất khó, mình phải học, mình cứ chịu có đầu tư học đó, những cái điệu đó. Rồi sau này mình mới chuyển qua một cái vũ dân tộc này kia mới có. Thời đó không thấy có vũ Thiết Hài, chú có vũ Thiết Hài à? Thiết Hài thì tôi cũng có học sơ, nhưng mà tôi không giỏi như anh Nguyễn Thống đâu. Anh Nguyễn Thống, Nguyễn Tình thì khỏi nói rồi, ảnh là vua Thiết Hài ở miền Nam của mình tới cái thời bây giờ. Thưa chú, con được biết cái thông tin này là chị Ý Nhi là con gái của chú Lưu Hồng, thì gọi chú là bằng ba. Bằng ba, đúng. Là tại sao lại có cái nó có về nó có cái duyên lạ lắm. Tôi với anh Lưu Hồng thì kết nghĩa anh em. Thì trong ban vũ Lưu Hành lúc bây giờ cần những vũ sinh lạ mới. Thì trước đó thì song song đó tôi có quen với cô Mỹ Phương, lúc bây giờ đẹp lắm, cô Mỹ Phương đẹp tuyệt trần, phải nói là số 1. Thì tôi hàng ngày tôi tới cái quán ở chợ Đông, cái ảnh chỉ có cái quán ở đó thì bán sinh tố. Thì tôi thường ngày tôi tới đó chơi, vừa thân vừa anh em thân với nhau, rồi kết nghĩa anh em nữa, kết nghĩa với anh em nữa. Thì lúc sau này Lưu Hồng cần thì tôi nói không biết cô này, không biết sao tôi giới thiệu anh, nhưng mà không biết cổ có vũ được không, nhưng mà đẹp lắm. Cái tôi mới dẫn Lưu Hồng lại, Lưu Hồng nhìn cái ok ngay đấy, từ đó cái tôi giới thiệu. Thì song song đó thì trước khi tôi giới thiệu đó, thì cô Mỹ Phương cũng qua một cái thời gian tôi cũng có tập cho cô ấy hát. Cô hay hát đấy, tại vì cổ là có cái giọng bắt, cũng có cái giọng hát cũng dễ thương lắm. Tôi tập nhưng mà cổ mê như vậy, thì tôi cũng có giới thiệu anh Trường Hải, nhạc sĩ Trường Hải, lại giới thiệu Trường Hải tới chơi, và Trường Hải cũng có tạo phương tiện để giúp cho cô Mỹ Phương tập hát. Thì sau khi Lưu Hồng nhìn thấy rồi cái mời Mỹ Phương tới, rồi đi bắt đầu đi tập, đi diễn một thời gian, cái hai người yêu nhau. Và tôi cũng là cái người đứng ra thôi làm mai luôn, tôi chịu đựng ra là giữa hai người nào cũng kết nghĩa hết. Tôi kết nghĩa với anh Lưu Hồng, thì anh Lưu Hồng là tôi coi như là anh, còn tôi kết nghĩa với Mỹ Phương thì tôi coi như là anh của Mỹ Phương, thôi tôi làm mai luôn. Rồi thì có một cái duyên lạ như thế này, thì sau một thời gian thì Mỹ Phương sanh Ý Nhi. Thì Lưu Hồng thì anh ấy thì ảnh về đạo Công giáo, ảnh đạo Công giáo, nhưng mà ảnh cũng tin theo cái bạn bè gì đó, ai nói đó, thì bây giờ coi tuổi đi đón cháu Nhi về, thì hỏi tuổi, cái ổng nói thôi mày được á, thôi mày đi đón giùm tao đi, tao đi với mày, nhưng mà mày vô mày ẩm cháu về đó, mày nhận nó là ba nuôi đi. Mày con nuôi đi, mình thì chính tôi vào Bảo Sinh Viện ổng cháu Nhi vậy, như đỡ đầu luôn cái từ đó.
Và sau này những mới mấy năm sau này Ý Nhi mới biết được cái chuyện đó. Tại vì mình sau 75 rồi thì cái sự người ở phương trời kia, mình ở bên đây thì ít cái sự liên lạc với nhau lắm. Thì cháu nó còn nhỏ, từ đó nó lớn lên rồi nó không hiểu. Nó không hiểu. Sau này mới khi anh Lưu Hồng mất rồi, tôi mới tìm hiểu về Ý Nhi thì tôi mới biết Ý Nhi là con của anh Lưu Hồng. Tôi mới gặp nhau thì ở trên Facebook. Nhờ cái trang Facebook mới biết, rồi nó mới liên hệ được với mẹ của Ý Nhi là Mỹ Phương cũng qua Facebook. Tại vì Mỹ Phương sang Mỹ đã ở rồi, thì tôi ở Việt Nam. Mà phương tiện thì tôi đâu có phương tiện đi đâu đâu. Tôi chỉ có ở một chỗ rồi lên mạng tìm hiểu thôi. Thì biết được Ý Nhi là con gái tôi đỡ đầu. Tôi chính tay tôi bế bồng ở Bảo Xanh diễn ra. Phải nói là vào thời thập niên 90 thì nữ ca sĩ Ý Nhi cùng với ca sĩ Kenny Thái cũng là một trong những ca sĩ trẻ rất nổi tiếng ở hải ngoại. Đúng rồi. Và thân phụ mẫu của chị Ý Nhi đó là vũ sư Lưu Hồng và vũ sư Mỹ Phương. Thì cách đây chừng một vài tháng thì cô Mỹ Phương đột ngột qua đời. Đấy, tôi cũng có nghe cái đó, nhờ anh Trần Quốc Bảo đăng cái tin đó thì tôi cũng có chia buồn, mà tôi đau lòng lắm, tại vì tôi thương Mỹ Phương như em ruột tôi vậy đó. Mà Mỹ Phương đối với tôi cũng là một cái tình anh em như ruột thịt. Mà Phương mất rồi thì tôi không có cái đến để mà tiễn Mỹ Phương lần cuối, thì đó cũng đau lòng lắm. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Chú ơi, khi mà chú vào trong ban vũ đó thì từ đâu chú quyết định là sáng tác? Thì cái sáng tác của tôi nó cũng lạ lắm. Tôi có một hôm tôi ra ngoài cái chỗ Minh Phát bán nhạc. Bán nhạc tờ, cái sập của anh Minh Phát. Thì tôi nhìn coi tại sao, tôi đặt vấn đề tại sao họ viết nhạc hay quá vậy. Lúc bây giờ những ca khúc của Lam Phương thì đình đám lắm. Tôi thần tượng, tôi nói, ông này là thánh, làm ghê vậy, viết bài cũng là khủng khiếp. Thì tôi mới mua những ca khúc đó về. Bây giờ muốn học, phương tiện tôi không có, gia đình tôi nghèo. Thì ba tôi thì cũng không thích cho tôi làm nghệ thuật. Muốn tôi đeo một cái nghề khác. Thì tôi bây giờ âm thầm không có khả năng, thì tôi mua những cái nhạc giấy, nhạc tờ. Là vậy. Silo mua một mớ, rumba mua một mớ, rồi cái cha cha hay là Boston gì đó mua về. Thì ông biết cách nào. Tôi mua một cuốn tập nhạc, tức là nhập cái dòng kẻ. Tôi về, tôi lấy cái ca khúc, tôi kẻ giống như vậy, và những nốt nhạc, những cái móc đơn, móc đôi hay là cái gì đó tôi cũng viết giống như vậy. Tôi chỉ khác nhau với một tác phẩm nào đó cái nốt thôi. Tôi từ đó tôi tập bằng cái đó. Thì đương nhiên là không suôn sẻ lắm đâu, nhưng mà lần tôi mê quá, tôi nghiên cứu, rồi cuối cùng tôi thấy tôi thất bại. Có một hôm có một người bạn giới thiệu tôi. Anh nhạc sĩ Thanh Long, anh nói ông dở quá, ông không có tiền như tôi cũng không có tiền, nhưng mà ra mua cuốn sách của anh Hoàng Thi Thơ đi. Mua một quyển sách của anh Hoàng Thi Thơ đi. Đọc, nghiên cứu lần tôi viết được, là hướng dẫn sáng tác của anh Hoàng Thi Thơ. Cuốn sách đó coi như là gối đầu lòng. Wow. Nhờ như vậy mà chú sáng tác liền ngay sau đó bao lâu không chú? Cũng qua một cái thời gian lâu. Nhưng mà tôi viết một ca khúc đầu tiên thì tôi không nhớ. Nhưng mà tôi có đưa anh Trường Hải xem. Hồi đó Trường Hải cũng là bạn. Trường Hải ở Sóc Trăng lên Sài Gòn thì cũng bạn bè thân. Anh
mày giết trâu nghe mình. Nhưng mà tôi không giận không buồn, mà tôi cho đó là một cái lời động viên quý giá. Tôi nghiên cứu mình làm sao đừng để người ta đánh giá mình giết trâu nghe. Cuối cùng tôi viết một bài gò lắm, viết một được một bài. Tôi mượn cái một hai câu ca dao tôi viết: gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Tôi viết là ngõ vào đời. Rồi giờ tôi mang cái ca khúc tôi đi bán, không ai mua. Nhà phát hành, xuất bản gì cũng không ai mua. Một thời gian sau thì tôi được anh, hình như là anh Thu Hồ giới thiệu, tôi biết được, tôi nhớ mang máng, là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Lúc bây giờ tôi mới gặp Nguyễn Văn Đông, thì Nguyễn Văn Đông quý tôi lắm. Thì không biết ổng nhìn sao, ổng quý, ổng đánh giá tôi. Thì ổng, và cũng có cái sự giới thiệu của anh Trần Tấn Thạch nói vô, thì nhận tôi vô trong cái ekip của anh Nguyễn Văn Đông. Là hạng dĩa của Nguyễn Văn Đông đó, hạng dĩa công ty Năng Trang. Đấy, thì tôi vô đó thì mới nhận cái bài đó của tôi luôn. Cái bài đó đưa cho cô Hoàng Oanh hát đầu tiên. Tên tuổi mà mình chẳng ra cái gì hết, khi mà cô hát rồi đó mình mới đúng, mình mới thấy mình nhỏ bé quá. Mình ráng làm sao để tranh thủ viết những cái ca khúc sau này cho nó hay hơn, chứ mình thấy mình còn mấy. Sau cuối kế đó tôi viết cái bài đầu năm đi lễ thì được chị Hà Thanh, chị nhận hát, tôi mừng quá. Là từ đó tôi mới thấy tôi có một cái bước đi trưởng chạc hơn, mà cũng nhờ những quyển sách của anh Hoàng Thị Thơ. Thì tôi có ngày hôm nay, chứ sự thật là tôi khả năng tôi học nhạc thì không có, tôi tự học. Tự học ở một cái quyển sách của anh Hoàng Thị Thơ quý giá, mà hình như đa số anh em nhạc sĩ miền Nam lúc bây giờ tận dụng cái cuốn sách đó nhiều. Gối đầu giường là nhiều. Sau cái bài ngõ vào đời thì chú còn sáng tác bài nào? Bài đầu năm đi lễ rồi. Rồi đầu năm đi lễ rồi sau này chú mới viết. Tôi viết cái những ca khúc thì nhiều lắm. Mưa trắng hay là cái gì biển khuya này kia đó, thì cho cô Khánh Ly hát này kia đó thì nhiều. Nhưng mà cái mà cho tới giờ này, tôi có 3 bài mà luôn luôn lúc nào cũng là chết mang theo là đó, là một cái kỷ niệm đối với tôi, là một chuyện tình đối với tôi. Rồi 3 bài là trong đó có bài 100%, mà 100% không phải tôi một mình tôi viết chung với anh Tuấn Hải, nhưng mà cái ý rồi cái bài tôi viết kế tiếp là còn gì nói đêm nay. Rồi được cái bài kế tiếp, cái bài chia tay của một người yêu, tôi với một người yêu, là cái bài Nét Son Buồn. Là 3 bài đó là có một hình ảnh, một hình ảnh của một, và từ đó thì tôi thấy là
tôi mượn cái chuyện tình của tôi, cái chuyện đau nhức cuộc đời của tôi, tôi đi sâu theo, gói ghém, cứ đầu tư vô những ca khúc trong phim sau này. Nghe những ca khúc trong phim, nhân vật trong phim là nhân vật trong phim, nhưng mà chuyện tình của tôi đầu tư vô những tác phẩm đó nhiều. Đa số những cái phim mà của Hồ Vĩ Chánh là tôi viết chuyện của tôi. Yeah, là dựa theo cái chuyện tình, mà cái đó gọi là chuyện tình đầu của chú. Chuyện tình không phải đầu nữa, nhưng mà cái người này cho tôi những cái dấu ấn chắc có lẽ là không bao giờ tôi quên được. Cái hoàn cảnh nào mà chú gặp người con gái đó mà để ra ba tác phẩm để đời thế? À, năm 68 thì tôi là người lính cái thời bây giờ, thì tôi đóng quân ở cái cao ốc ở trường Bắc Ái. Trường Bắc Ái cái đường bây giờ gọi là cái đường Nguyễn Trãi á, Nguyễn Trãi với Nguyễn Biểu. À, cái trường đó thì năm 68 thì ở bên quận 8 thì có trận đánh, thì dân mới chạy qua bên trường, thì mình ở đây được lệnh là thôi để nhận những cái người mà tản cư đi vô để sắp xếp cho họ có chỗ ổn định tạm thời. Thì trong đó có một người con gái, từ đó tại vì cái cuộc sắp xếp ở đó không phải một tháng hai tháng mà mấy năm, mà thành ra cái toán quân của tụi tôi phải nằm cao ốc, chịu trách nhiệm ở cái cao ốc đó. Thì lại quen dần, thì cô ấy mới có 17-18 tuổi, học trường Hưng Đạo. Đấy, trường Hưng Đạo là ở đường Cống Quỳnh đó, bây giờ là trường nghệ thuật sân khấu gì đó. Đấy, thì yêu nhau mà cổ đâu có biết, còn trẻ mà cổ đâu có biết cái chuyện mà cấm trại 100%. Năm 68 Mậu Thân thì cái năm đó là được lệnh cấm trại, không được một người lính nào ra đường hết á, cấm trại 100%. Thì cổ cứ rủ tôi đi xem cine, rủ đi Vũng Tàu, mình đâu có đi được. Buồn quá nghĩ, mà tôi viết thì tôi bối rối, tôi viết cũng được, cái tôi mới nói, nhắn anh Tuấn Hải là ông lợi đây, tôi có một cái chuyện tình của tôi như vậy nè, tôi khổ tâm như vậy rồi, mà tuy nhiên tôi có cái ý, nhưng mà anh đầu tư phụ tôi. À, hai đứa bạn cuối cùng viết ra một cái bài 100%. Sự thật 100% nói cái gì? Nói là tôi cấm trại rồi, tôi không đi đâu được. À, nói cho em biết, em mới chịu nói 100%. Thì đó chứ sự thật là trong cái 100% nó cũng chẳng có nói gì, nó chẳng qua là tôi muốn bộc lộ cho cái cô này biết là sợ cổ giận, cổ buồn, thấy mình không đi thì đủ qua không đi, nhưng mà cổ đâu có biết cấm trại là cái gì, mình người lính mình mới biết. Mình mới viết ca khúc đó để tỏ bày cho thấy là một cái chuyện là tôi không đi được. Lúc đầu con thấy cái tựa đề 100% tưởng đó là uống bia nó vô 100%. Đùa thôi. Nhưng mà phải nói, nhắc đến bản 100% là phải nhắc nghĩ ngay đến tiếng hát của Hùng Cường. Hùng Cường. 100 em ơi chiều nay 100%. 100 em ơi chiều nay 100%. Người yêu anh ơi giờ đây lại cắm trại rồi. Nào đâu làm biết tâm tư người lính. Lòng anh nao nao mỗi khi ta hẹn nhau. Với em tâm tình xin em nhớ cho rằng truyền linh biết trước đầu, mà dẫu lính hay là tình như mãi mãi vẫn yêu, chỉ yêu một người, một người mà thôi và yêu trọn đời. Một giây về phép anh xin dành cho em. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. À, con nghe nói là bài đó phát hành mà được tái bản không biết là bao nhiêu lần, bán chạy lắm phải không chú? Cái nhà xuất bản, nhà in văn hóa
cái con đường gì tôi quên. Thì thôi tạm thời là vậy đi. Nhà in văn hóa, cái ông văn hóa ông nói tôi bốn máy in không kịp. Đúng bây giờ bốn máy in offset mà in không kịp để phát hành thì tôi không biết nó là bao nhiêu ngàn. Mà lúc mình viết xong bài đó là chú muốn đưa cho chú Hùng Cường hát hay là hạn chế giao cho chú Hùng Cường? Tôi thì muốn đưa Hùng Cường, tại vì tôi với anh Hùng Cường là bạn hồi lúc còn trẻ. Tôi với ảnh bạn hồi lúc còn trẻ, từ tụi này đi hát đám cưới thôi. Đi hát, bây giờ mình gọi là hát show, có mấy cái đám cưới rủ nhau đi hát là anh Hùng Cường. Lúc bây giờ gần đó là có cô Kim Vui. Kim Vui là hồi đó tôi nhớ là chưa phải là ca sĩ mà múa. Tôi nhớ là múa cái bài cái bằng bài cũ của cô ấy là cái bài Nhớ Nước Non Xưa Lâu. Đó là cái bài đó là bài tủ của Kim Vui. Thì cái ekip tụi này là biết nhau từ nhau từ đời đó. Thành ra tôi biết anh Hùng Cường thì có thể tải được cái tác phẩm này. Mặc dù có phải tác phẩm này chưa phải là một cái tác phẩm xuất sắc, nhưng mà cái cách viết của tôi, tại vì lúc bây giờ cái mới thuận hành cái loại nhạc twist, tôi ngã vào cái thể loại đó tôi viết. Thành ra đây thì chỉ có Hùng Cường thôi chứ không có ai đâu. Rồi cuối cùng một sự thành công lớn là ở Hùng Cường. Coi như 100% là được xem như là tác phẩm kích động nhạc đầu tiên của chú không? Cái đấy kích động nhạc đầu tiên đó. Rồi có những cái sau này tôi viết mà nó cũng không được cái phê. Viết nghĩa là na ná như vậy đó. Cái chuyện cũng giống vậy đó. Mà không bằng cái 100%. Rồi bài Còn Gì Nói Đêm Nay thì chú viết trong hoàn cảnh nào? Và nó tại sao có cái tên là Còn Gì Nói Đêm Nay mà Jimmy đang cầm cái tờ nhạc gốc đi? Đây. Cái ca khúc Còn Gì Nói Đêm Nay là cái chuyện tình mà tôi nói tôi quen với cô ấy. Thì gia đình không đồng ý. Chúng tôi yêu nhau cũng mấy năm. Thì cuối cùng chia tay. Nói lại chia tay trên một cái sân trường. Cái đêm đó thì cô khóc. Cô rất thương tôi, rất yêu tôi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh của một gia đình, vì cái chữ hiếu, thôi mình cũng đành thôi, mình cũng đành. Vì sao? Vì cái chỗ là tôi là một nghệ sĩ. Thôi bây giờ mình chỉ dẹp qua mấy đó, mà tôi muốn nói cái này. Thì ca khúc của tôi viết vì cái đêm đó chia tay, tôi viết cái bài Không Còn Gì Để Nói Nữa. Bây giờ có gì để nói? Đêm ngày mai là chúng mình không được gặp nhau, thì chỉ còn một cái đêm này muốn nói gì cứ nói, mà có gì đâu nói. Cổ khóc, khóc mình cũng khóc theo, tại vì tôi rất rất trân quý về cái mối tình của tôi và cô ấy. Cho tới giờ này tôi vẫn kính trọng và vẫn luôn luôn lúc nào cũng nằm trong óc, trong tim tôi chuyện tình đó. Mặc dù tôi có gia đình rồi, bây giờ tôi có mấy đứa con rồi, nhưng mà tôi, bà xã tôi cũng biết cái chuyện đó, tôi cũng có kể mà. Thật ra tôi không có giấu giếm gì đó. Tôi khác hơn một số anh em nhạc sĩ khác. Tôi kể cho bà xã tôi nghe cái chuyện chúng tôi vậy. Thì tôi viết cái bài Còn Gì Nói Đêm Nay. Xong tôi thấy chưa đủ cái mà tôi muốn nói, tôi mới viết Nét Son Buồn. Đấy. Tại vì cái đêm đó cô khóc ghê lắm. Bởi vì tôi mới khóc đi, khóc cho vơi sầu. Em cứ khóc, khóc rồi ngày mai mình chia tay. Đấy, thì hai cái tác phẩm đó. Đi khóc cho vơi sầu. Em khóc đi, khóc duyên phù phàng. Không ai được ngờ để lại dấu tích trong đời. Một mai em về với chồng, mang theo một mối u hoài chất ngất thiên thu.
Nét son buồn là vì cái cô này cổ còn rất trẻ, cái vành môi của cô ấy, nghĩa là lần đầu tiên tôi được kề cận được, tôi đánh giá một cái con người mình tạm thời nói như vậy, thì cái chuyện của tôi viết sáng tác này tôi muốn để đời. Mà không ngờ ca khúc này tôi viết xong năm 68, 69 là tôi viết xong. Thì tôi mới nhờ cô Thanh Lan. Thanh Lan thu đầu tiên. Thanh Lan thu đầu tiên cũng chưa ép phê. Một thời gian sau, thì sau 75, thì tự nhiên tôi nghe mấy người, mà lúc bây giờ chưa có Facebook, chưa có gì hết, tôi nghe mấy người bên Mỹ á, có nhiều người hát bài này hay lắm. Có Khánh Ly hát này, Lệ Thu hát này, Ngọc Lan hát này, còn một số vài người nữa. Thiên Trang có hát. Thì tôi mừng quá, tôi mừng lắm. Thì cái bài đó tôi biết là chắc cô ấy bây giờ tại vì bây giờ ở bên kia đại dương rồi. Thì cô ấy bây giờ cũng ít ra cô cũng hiểu tấm lòng mình đối với cô. Mà lúc chú viết ra chú cũng đâu có nói đây là viết cho cô đó đâu, phải không? Không, tại vì sau đó, sau cái đêm đó là chúng tôi chia tay, chú không gặp nữa. Mà chú trân trọng mỗi ngày chú đứng ở góc đường cô ấy trong ngõ, trong hẻm, sáng đi chợ tôi đứng tôi nhìn cô đi chợ, tôi chạy chiếc Vespa chạy theo sau tới chợ Hàng Đông, rồi thôi tôi về. Sáng hôm sau tôi vẫn thế, mà mấy tháng trường tôi buổi sáng nào tôi cũng đứng tôi nhìn cái dáng của cô đi. Thành ra sao tôi thấy là cho nên những cái chân quý này tôi vẫn đầu tư tiếp. Tôi không viết ở nét son buồn nữa, mà tôi viết cho những ca khúc nào có những cái chuyện tình nào mà ở trong phim mà na ná giống như của tôi trút ra. Chứ bây giờ tuổi tám mấy rồi còn yêu gì nữa mà biết. Thì là chú mượn cái hình ảnh, cái chất xúc tác từ cái lúc đây, đó để chú viết những ca khúc mới bây giờ. Những ca sĩ mà chú lúc nãy nói là hát nét son buồn đó, theo chú là ai hát chú ưng ý? Mỗi người có một cái hay riêng, nhưng mà tôi thấy tôi ưng ý nhất mà người đã mất là Ngọc Lan. Rồi sau này nhắc nhớ lại là nhờ Ngọc Liên. Mặc dầu Ngọc Liên so với mấy đàn chị thì không lại, nhưng mà ở Ngọc Liên có một cái dạng, cái nét khác. Thì Ngọc Liên tải được cái nét so buồn của tôi ở trên Thuyên Nga. Cũng khán giả rất là yêu thích. Nghe biết. Thưa chú, lúc đầu chú có nói là chú cũng có về làm hợp tác với bên nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, dòng hãng Continental. Vậy thì sau đó không được biết là chú cũng được làm giám đốc nghệ thuật cho hãng băng dĩa nào, phải không? À, thì cũng có cái duyên. Tôi đang làm với anh Đông. Thì nghệ sĩ Xuân Phát là bạn thân lắm. Anh Xuân Phát bạn thân. Anh kêu uống cà phê. Em, bây giờ có một cái này, không lẽ em cứ đi làm công cho người ta hoài. Bây giờ người ta sẽ bỏ tiền ra, người ta đầu tư cho em. Em làm giám đốc, có những cái lợi nhuận riêng đối với em. Thì mình không phải vì cái chữ giám đốc, nhưng mà mình muốn bước thêm một bước để mình làm được cái gì. Chứ mình chẳng qua là một cái biên tập cho công ty Đăng Tan của ông Đông thôi. Tức là tới giờ, tới thu rồi đi chọn bài, rồi đi tập ca sĩ, cứ đi ra ngoài. Thì bây giờ mình chính mình sẽ
đầu tư cái chất xám của mình để mà làm nên một cái hãng dĩa gì không, thì tôi mới chấp nhận, tôi mới chia tay với anh Đông, tôi mới qua cái hãng dĩa Dư Âm. Mà hãng dĩa Dư Âm là người chủ chính gốc là hãng Tân Thanh. Hãng dĩa Tân Thanh là hãng dĩa Tân Thanh là phần nhiều là cải lương giọng cổ hài. Thì tôi về, tôi về tôi làm đúng sở dạng cho hãng Dư Âm. Con có thấy hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái dĩa Dư Âm, thì được biết là ngày trước tôi cũng là giám đốc nghệ thuật cho Dư Âm. Tôi vừa giám đốc nghệ thuật mình vừa biên tập vừa một mình gánh đó. Tức là không ở bên Nguyễn Văn Đông thì có tôi, có anh Tuấn Hải này kia, một số anh em, còn bên đây là có mình tôi. Tôi mà thôi tôi cũng ráng để mình, tại vì mình bước đầu thì mình đâu có dám mời nhiều nhạc sĩ. Rồi cuối cùng thì mình cũng làm được một cái gì đó. Lúc mà trao đổi với chú trước khi vào show đó thì con được biết là chú 75 chú cũng có lớp dạy nhạc nữa. À, cái lớp dạy nhạc tôi có cái lớp dạy nhạc, mà cái lớp dạy nhạc tôi nó nằm ở đường Phạm Ngũ Lão, ở gần Lạp Khải Hoàn, gặp Khải Hoàn. Thì cái lớp nhạc tôi khoảng gần 400 học viên, 400 học viên. Thành ra tôi có mời, anh em nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc sĩ Y Vũ, nhạc sĩ Phạm Đại, những cái người mà trong đó cũng có người giúp tôi, là vừa là em út, vừa là học trò và vừa là đại học, là Phượng Vũ. Thành ra cái trong cái lớp nhạc đó thì cũng đông lắm, rồi chia nhau, tại vì có những em học cứ tuần lễ học 3 ngày, rồi 3, 5, 7, rồi 2, 4, 6, thì kia là tất cả là khoảng gần 400 học viên. Con được biết là nữ ca sĩ Giao Linh ai cũng giới thiệu là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, nhưng mà cũng có thông tin là cũng là học trò của chú nữa. Xin chú nói thêm về chuyện này. Cái này thì thôi cũng nói, đúng ra thì cũng không nên, nhưng mà nói thì để cho người ta hiểu. Ông Đông đúng là một người thầy của tất cả những ca sĩ được ký hợp đồng độc quyền cho hãng dĩa. Như người thầy, bởi sao? Không có ông Đông, ông Đông không nhận thì ca sĩ đó không có được ký hợp đồng. Cho nên mấy em ca sĩ, mấy cô ca sĩ trân trọng ông Đông bằng cách là như một người thầy, tại vì nhờ ông Đông mới có ngày hôm nay. Nhờ ông Đông đây có nghĩa là nhờ ông Đông, Nguyễn Văn Đông ký nhận rồi, thì bây giờ nói ngược lại, thì sau khi ông Đông nhận cô A, thí dụ bây giờ Giao Linh, thôi bây giờ em chưa có đứa nào, thôi giao cho em dạy, rồi tôi trách nhiệm tôi. Rồi cũng như thí dụ như Thanh Tuyền thì được anh Mạnh Phát, giao cho anh Mạnh Phát. Đó thì cũng như nhạc sĩ Thăng Long thì cũng có một cô ca sĩ gì đó quên tên rồi, thì cũng hát không lên rồi cũng cuối cùng cũng bỏ. Rồi nhiều lắm, nhiều cái ekip dạy thì giao cho mỗi người, thì cái người dạy là trách nhiệm làm sao để cô này bước lên một bước là ca sĩ của hãng dĩa. Còn cái mà người ta trân trọng ông Đông, kêu ông Đông bằng thầy cũng đúng chứ không phải sai, mặc dầu không có dạy một ngày nào nhưng mà cũng đúng, vì người ta trân trọng. Không có ông Đông thì không có tên của Giao Linh. Cho nên hôm nay được biết thêm thông tin này rất là quý, là coi như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là người điều hành giám đốc, đúng rồi, thì ông đồng ý thì mới nhận vào những cô ca sĩ đó, sau đó mới đưa xuống ở đây A B C này chia nhau mà chia nhau mà dạ. Thì mỗi người lãnh một cô ca sĩ về, rồi nếu mà ai làm không nên thân thì mình chịu thôi. Vậy thì chú cũng đang làm nhạc sĩ rồi dạy hát, rồi được biết là chú đã làm nhiếp ảnh gia từ trước 75. Tôi nhiếp ảnh gia tôi nó cũng chuyện lạ lắm. Hồi xưa tôi thời đệ nhất Cộng Hòa thì tôi làm
một cái lữ đoàn cho làm phòng năm về, cũng làm nghệ thuật. Thì tôi quen với anh cô ca sĩ Thanh Xuân, cô ca sĩ Thanh Xuân biết lúc bây giờ tên tuổi thì chưa có, nhưng mà cô Thanh Xuân này là bạn thân với anh Văn Mười, là một người nhà báo mà báo ảnh. Ông là luôn luôn lúc nào cũng mấy máy cho người đi. Tôi trân trọng quá, mê quá. Tôi nói Thanh Xuân giới thiệu tôi rồi kết bạn, xong rồi tôi mới lần lần năn nỉ ông, theo ông. Tôi học của anh Văn Mười, học với anh Văn Mười. Thì lúc từ lúc 19 tuổi tôi đã cầm máy cho tới giờ. Ồ, là từ 19 tuổi. Thì như vậy tôi, cái nhiếp ảnh tôi với một cái âm, cái nghệ thuật của tôi nó đi song song trên 60 năm liên tục. 60 năm trên 60 năm. Mà người ta biết tôi về nhiếp ảnh thì 20 năm trở lại đây thôi. Tưởng đâu chưa bắt đầu chụp ảnh là sau 75 chứ. Trước 75 tôi đã chụp rồi. Là học thầy tôi là. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Thưa chú, con được biết chú trước 75 còn là vẽ cho các tạp chí nữa. À, tôi cũng đa dạng lắm. Hồi đó ông thầy dạy tôi vẽ là có hai ông thầy dạy tôi vẽ, một ông là dạy tôi vẽ thủy mặc, à thì người Hoa ở Chợ Lớn. Rồi một ông cũng dạy tôi về nhiếp ảnh mà ông cũng là họa sĩ, cũng người Hoa, dạy ở cái chỗ sân Tinh Võ. Thì tôi cũng có học được chút đỉnh. Thì tôi cũng dựa hơi mấy anh có cái gì làm không kịp rồi tôi trao cho mình vẽ, rồi mình tập sự mình viết. Thì cũng có một thời gian cũng làm việc đó. Là cũng là chú cũng vẽ luôn cho mấy tạp chí vẽ. Rồi tôi cũng sau 75 tôi cũng vẽ sơn dầu, tôi cũng vẽ tranh thủy mặc bán, rồi cũng làm cái gì tranh sơn mài. Mà tôi vẽ tranh sơn mài tôi không có cảnh, mà tôi vẽ tôi giả cổ. Tôi cũng có thời gian tôi cũng vẽ, rồi vẽ áo dài. Oh wow. Giờ tôi làm nghề, tại vì mình thấy cái gì cần kiếm tiền được là mình cứ lao vô mình làm. Hay dở thì tính sao. Con có nhận xét như thế này, các nghệ sĩ trước 75 con không dám nói hết, nhưng mà hầu như thời đó đi hát hoặc là làm nghệ thuật để có tiền, còn bây giờ thì có tiền mới làm nghệ thuật. Con thấy nó rất là khác biệt nhau ngày xưa với tôi. Có một cái này đó rồi tôi quên nhắc. Có một cái là cái suy nghĩ, cái nghe của tôi chính xác. Khi tôi nghe một ca sĩ nào hát, tôi biết ca sĩ đó tiến được hay là không tiến được. Cũng như cô nghệ sĩ Lam Tuyền. Nghệ sĩ Lam Tuyền, cô này cô hát bài cải lương. Cô đi đóng phim thì một hôm tôi chưa ăn trưa rồi nằm võng nghỉ ngơi để đi làm tiếp. Thì tôi nghe cổ hát bài bản cổ, hát cái giọng lạ quá hay. Tôi nói con biết hát tân nhạc không? Con không biết hát tân nhạc, hồi đó giờ con biết hát giọng cổ à. Tôi nói vậy giờ con hát tân nhạc không? Cũng thích lắm nhưng mà chú con chắc không hát không được đâu. Tôi nói rồi được, rồi xin số điện thoại, xin địa chỉ tới nhà. Thì lúc đó tôi mới nhận cái phim Hồ Vĩ Trấn, cái phim Khóc Thầm. Thì đúng ra cũng một ca sĩ gạo cội hát cho cái phim đó. Cuối cùng tôi đo đi đóng dạy cô này chắc giọng, xong rồi tôi viết một cái ca khúc cho cô Thông. Hãng phim không đồng ý, đạo diễn không đồng ý, nói anh đã đề nghị của A này thâu rồi, bây giờ tôi xin lỗi tại vì tôi không muốn nói tên một ca sĩ nào. Thì anh đổi thì tôi không chịu đâu. Thì cái ông giám đốc hãng phim đó, thì bây giờ tôi không đồng ý nữa, tôi đồng ý theo cái ý của anh Võ Diệu Hùng, đạo diễn Võ Diệu Hùng. Thôi cuối cùng tôi thâu xong rồi tôi đưa Võ Diệu Hùng nghe, thì Võ Diệu Hùng cũng không dám quyết định.
đưa lên ông giám đốc. Ông giám đốc nghe à, cái giống này được thì được thì làm. Thì đó, từ đó là tôi khai thác cô này. Bây giờ là chuyên làm hát nhạc phim về thể loại Nam Bộ. Đúng rồi. À, con có thấy những cuốn phim với tiếng hát của chị Lan Tuyền, Lan Tuyền. Là những cuốn phim về miền Nam ngày xưa, những cuốn phim của Hồ Biểu Trắng. Với một cái kế tiếp nữa là một người hồi đó giờ hát nhạc sang, nhạc trẻ không mà chưa bao giờ nghe họ hát là Nam Bộ. Ngọc Liên, ca sĩ Ngọc là ở hải ngoại về đó, anh hát. Chính tôi đề nghị hát mà chồng của cô Ngọc Liên là không biết hát được không chú, tôi không tin được. Mà cô hát rất chính xác và rất hay, tôi khai thác được những cái đó. Rất là hay, chú có được cái thẩm âm và nghe được. Nghe được, tôi dám bảo đảm người đó hát được. Nhưng mà cái gì cái khác thì cái đó là cái nghề của tôi đó. Những cái nhạc phim đó là mới đây, những cái phim về Nam Bộ. Nhưng mà nghe nói trước 75 chú cũng đang viết nhạc phim rồi. Viết nhạc phim có viết đó, viết cho một cái phim Vực Nước Mắt, rồi cho cái phim Đỉnh Núi Mây Hồng. Có mấy phim chú viết mà. Tôi viết chung với anh Quỳnh Anh cái ca khúc cho cái phim Loa Mắt Nhung. Nó viết chung với anh. Thế là cái bài đó là chú cũng phụ chỉnh sửa giúp. Chỉnh sửa giúp anh Quỳnh Anh thì 70-80% ạ. Phim Vượt Nước Mắt với Đỉnh Núi Mây Hồng hình như có cô Kim Tuyến đóng. Cô Kim Tuyến là hai phim đó đóng vai chính, mà cái Vượt Nước Mắt là toàn là những cao thủ đóng không? Hề Thanh Miệt, rồi Thanh Tú, rồi Trang Bích Liễu, những tên tuổi lớn không mà chưa kịp phát hành. Chú ơi, hôm nay con rất cảm ơn chú đã đến với chương trình của con, ít nhiều để cho khán giả nghe về những sinh hoạt của chú trước đây cũng như là công việc sáng tác bây giờ của chú. Con chúc chú những ngày tới nhiều sức khỏe chú nha. Dạ, cảm ơn. Mong được đón nhận nhiều những tác phẩm từ đây chú. Cảm ơn con. Tôi cũng xin cảm ơn quý đài đã bỏ chút thời gian để cho tôi được tâm sự, là cũng như xin trân trọng gửi tới lời chúc sức khỏe của những người bạn của tôi, những nghệ sĩ mà mấy mươi năm tôi chưa gặp lại. Con cảm ơn chú. Khi xem chương trình này thì chắc quý vị cũng nhớ thật nhiều những kỷ niệm ngày xưa, nhất là những cô chú nghệ sĩ còn ở bên Cali. Quý vị nào muốn liên lạc thì quý vị có thể liên lạc với chú Ngọc Sơn qua Facebook của chú. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình The Jimmy Show kỳ tới. Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ, mượn trang giấy trắng gửi đến tâm tư, từ xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khoe mắt xanh tìm đường, từ bao lâu cách xa nhau, đừng buồn đừng cho nhạt phai má. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.